Mến chào quý vị khán giả đến với tin tức 24 giờ TV. Kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất về những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị cùng đến với những tin chính sau. Phía Thủy Tiên khẳng định, góp thêm tiền trao cho bà con miền Trung là thật, chính xác như đã công bố từ trước phóng viên bị xúc phạm đe dọa ngay tại tòa xử vụ tống tiền CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Lời sau cùng, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung nói bệnh ung thư tái phát, mong sớm về với gia đình. Trùm xăng giả trị sướng bị tuyên phạt 12 năm tù giam. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố hai vụ mua bán sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Yêu đương qua mạng xã hội, người phụ nữ ở Đắk Nông chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của người tình sau đây mời quý vị và các bạn đến với phần nội dung chi tiết có trong bản tin ngày hôm nay. phía Thủy Tiên khẳng định góp thêm tiền trao cho bà con miền Trung là thật, chính xác như đã công bố từ trước. Sau khi thông báo với khán giả thông tin mới nhất về kết quả xác minh từ thiện, mới đây phía ca sĩ Thủy Tiên tiếp tục đăng tải bài viết nhắc về sự việc này. Cụ thể trên trang FC Thủy Tiên, người đại diện khẳng định Việc Thủy Tiên góp thêm tiền để trao cho bà con miền Trung trong đợt lũ năm 2020 là sự thật và con số cụ thể đã được nữ ca sĩ thông báo trước đó. Sau khi nhận kết quả bước đầu, phía Thủy Tiên không quên gửi lời cảm ơn đến những người đã luôn tin tưởng và sát cánh bên nữ ca sĩ trong suốt thời gian ồn ào vừa qua. Đại diện FC Thủy Tiên chia sẻ, đến ngày 15 tháng 1 sẽ chính thức hết hạn điều tra và sau đó có kết luận cuối cùng của vị kiểm sát cũng như thông tin đến báo chí. Tuy nhiên với kết quả bước đầu, đại diện Bộ Công an đã công bố tiền trong tài khoản còn ít hơn số tiền làm từ thiện. Tụi mình xin khẳng định lại rằng việc Thủy Tiên góp thêm tiền vào để trao cho bà con là có thật và chính xác như đã công bố trước đó. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và sát cánh cùng chị Tiên trong suốt thời gian vừa qua. Cuối cùng mọi việc cũng sẽ được sáng tỏ trước khi kết thúc năm cũ để chúng ta cùng nhau đón chào năm mới với thật nhiều năng lượng tích cực mọi người nhé. Vào chiều ngày 28 tháng 12, Thiếu tướng Hồ Sĩ Nhiệm, cục phó cục cảnh sát hình sự Bộ Công an chia sẻ trong buổi họp báo như sau: Về công tác từ thiện, qua nghiên cứu các tài liệu phối hợp với ngân hàng, thực hiện xem xét các tài khoản, xác định lượng tiền và các tài khoản từ thiện còn ít hơn so với lượng tiền mà các cá nhân đi ủng hộ từ thiện cho nhân dân đồng bào lũ lụt ở các tỉnh. Việc này có xác nhận của Ủy ban nhân dân mặt trận Tổ quốc hoặc các cá nhân nơi họ đi làm từ thiện ủng hộ. Thủy Tiên đã từng bật khóc trên sóng livestream khi đính chính thị phi xoay quanh việc kêu gọi hỗ trợ từ thiện giúp đỡ đồng bào miền Trung vào năm 2020. Phóng viên bị xúc phạm đe dọa ngay tại tòa xử vụ tống tiền CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng. Ngày 31 tháng 12, Chủ tịch Hội Nhà báo Bình Dương Lê Hữu Phước cho biết đã ký văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc xác minh, xử lý hành vi cản trở tấn công phóng viên khi đến tác nghiệp tại tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một. Căn cứ điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương, qua thông tin phản ánh từ hội viên về việc một số phóng viên bị xúc phạm danh dự, đe dọa hành hung, cản trở hoạt động trong quá trình tác nghiệp về phiên tòa của tòa án nhân dân thành phố Thủ Dầu Một xét xử vụ án Mai Xuân Cường 31 tuổi ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh về hành vi cưỡng đoạt tài sản của bà Nguyễn Phương Hằng, tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam. Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Bình Dương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành xác minh những thông tin, xử lý hành vi vi phạm pháp luật nếu có cũng như các biện pháp để đảm bảo hoạt động tác nghiệp của phóng viên báo chí, bảo vệ cho danh dự, an toàn sức khỏe, tính mạng của nhà báo trong quá trình hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh. Hội nhà báo Bình Dương mong nhận được phúc đáp của ngành chức năng về kết quả xác minh thông tin, những dấu hiệu vi phạm pháp luật, việc xử lý hành vi vi phạm pháp luật nếu có và những biện pháp bảo vệ hoạt động tác nghiệp báo chí, góp phần đảm bảo việc hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh đúng quy định pháp luật. Trước đó chiều ngày 29 tháng 12, tòa nhân dân thành phố Thủ Dầu Một mở phiên tòa xét xử bị cáo Mai Xuân Cường có hành vi dùng ảnh nóng cưỡng đoạt 2 triệu đồng của bà Nguyễn Phương Hằng. Sau quá trình nghị án, hội đồng xét xử đã tuyên phạt Mai Xuân Cường 12 tháng tù cho hưởng án treo. Hàng trăm YouTuber đã đổ về vây quanh cổng tòa nhân dân thành phố Thủ Dầu Một từ sớm để livestream và buộc cảnh sát phải huy động lực lượng giữ trật tự. Khi một số phóng viên của các cơ quan báo chí đến tác nghiệp trước tòa thì bị nhiều đối tượng cầm điện thoại, máy quay, áp sát để chất vấn và lăng mạng mặc dù phóng viên rời đi nhưng vẫn bị một nhóm người đuổi theo, uy hiếp, chửi bới, cản trở tác nghiệp. Dù lúc này có cơ quan chức năng bảo vệ phía bên ngoài cổng tòa án nhưng các đối tượng vẫn không dừng lại. Phải đến khi phóng viên cầu cứu và được công an hộ tống ra ngoài thì nhóm này mới thôi đuổi theo để chất vấn. Không chỉ có phóng viên bị đe dọa, trong chiều 29/12, một người đàn ông được cho là có ý kiến phản đối bà Phương Hằng trên mạng xã hội cũng bị một nhóm người bao vây túng cổ áo, đánh đập, chửi bới trước đám đông. Chỉ khi có lực lượng chức năng can thiệp thì nhóm người này mới chấm dứt hành vi trên. Lời sau cùng, cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung nói bệnh ung thư tái phát, mong sớm về với gia đình. Chiều ngày 30 tháng 12, phiên tòa xét xử vụ án vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội kết thúc phần tranh luận. Hội đồng xét xử cho các bị cáo nói lời sau cùng trước khi vào phần nghị án và tuyên án vào chiều 31 tháng 12. Đứng trước bục khai báo bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, gửi lời cảm ơn đến cơ sở giam giữ đã tạo điều kiện cho mình trong quá trình ăn ở, sinh hoạt, khám chữa bệnh. Ông cũng cảm ơn hội đồng xét xử đã cho mình được giải trình những vấn đề muốn nói. Ông Trung cho hay, đã rút ra nhiều bài học sâu sắc từ khi bị khởi tố bị can và bắt giam. Bị cáo ý thức rõ với cương vị chủ tịch ủy ban nhân dân và trưởng ban chỉ đạo công nghệ thông tin thành phố phải chịu trách nhiệm về cả điều tốt và những tồn tại đã xảy ra. Đáng chú ý, cựu chủ tịch Hà Nội cho biết đã hai lần đi mổ ung thư vào năm 2015 và 2016. Từ đó đến nay đang duy trì việc chữa bệnh. Ông Trung cho biết thời gian gần đây căn bệnh của mình tái phát, do đó mong hội đồng xét xử xem xét tạo điều kiện để mình có thời gian chữa trị theo lời ông Trung. Bị cáo còn có bố mẹ già mong muốn được sớm đoàn tụ gia đình để chăm lo cho bố mẹ. Bị cáo Nguyễn Văn Tứ cựu giám đốc sở kế hoạch đầu tư Hà Nội gửi lời cảm ơn đến viện kiểm sát đã đề nghị giao cho mình được hưởng các tình tiết giảm nhẹ, cảm ơn hội đồng xét xử đã cho mình được giải tỏa nói ra những chân trở băn khoăn mà giai đoạn điều tra chưa thể nói. Trong lời trình bày cuối cùng tại phiên sơ thẩm, Ông tứ bày tỏ sự tin tưởng hội đồng xét xử cũng như các cơ quan tiến hành tố tụng đã nghe đã hiểu lý do hoàn cảnh bối cảnh mà mình phải thực hiện những hành vi vi phạm. Ông nhấn mạnh hoàn toàn vì ý thức phải thực hiện chỉ đạo của cấp trên, không còn giải pháp nào khác. Nhận thức thời điểm đó không thể lường trước được thiệt hại, hoàn toàn không vì mục đích vụ lợi. Bị cáo cũng cho hay những lời khai của mình về bị cáo Nguyễn Đức Trung là hoàn toàn trung thực, không làm ảnh hưởng xấu đến tình trạng của cựu cấp trên. Lời cuối, ông Tứ nói bản thân và các cán bộ sở kế hoạch đầu tư là bị cáo trong vụ án này từng có nhiều thành tích, mong được sớm trở về với gia đình và bù đắp những sai lầm đã gây ra. Tương tự, các bị cáo còn lại đều bày tỏ sự ăn năn, mong hội đồng xét xử xem xét toàn diện vụ án cho hưởng mức án khoan hồng nhất có thể. Trước khi các bị cáo nói lời sau cùng, đại diện viện kiểm sát đã luận tội, đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt 6 bị cáo cùng phạm tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng với các mức án cụ thể. Nguyễn Văn Tứ, cựu giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư 36 đến 42 tháng tù. Nguyễn Tiến Học, cựu phó giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư 36 42 tháng tù. Phạm Thị Thu Hương, cựu Tránh Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư 4 đến 5 năm tù và Phạm Thị Kim Tuyến, cựu trưởng phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, 5 đến 6 năm tù. Lê Duy Tuấn, giám đốc kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Đông Kinh, 4 đến 5 năm tù và Võ Việt Hùng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển Đông Kinh, 5 đến 6 năm tù. Riêng bị cáo Nguyễn Đức Trung, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, bị đề nghị 3 đến 4 năm tù tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ cộng với hai bản án trước, bị cáo phải chịu hình phạt chung là 16 đến 17 năm tù. Ngoài trách nhiệm hình sự, đại diện viện kiểm sát còn đề nghị tòa buộc công ty Đông Kinh phải nộp lại số tiền hơn 6 tỷ đồng thu lợi bất chính. Với số tiền thiệt hại còn lại là khoảng 20 tỷ đồng, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên các bị cáo Tứ, Học, Hường, Tuyến, Tuấn, Hùng liên đới bồi thường đồng thời danh quyền khởi kiện cho các bị cáo, yêu cầu Bùi Quang Huy, tổng giám đốc công ty Nhật Cường, bồi hoàn lại số tiền nêu trên. Chùm xăng giả trịnh sướng bị tuyên phạt 12 năm tù giam. Hội đồng xét xử nhận định cả 39 bị cáo tham gia vào quá trình phạm tội. Tuy nhiên phân hóa thành hai nhóm là giúp sức tích cực và giúp sức không lớn. Ngoại ra dựa vào số lượng xăng mà các bị cáo giúp sức pha chế số lượng hội đồng xét xử sẽ tuyên phạt các bị cáo với mức án thích đáng. Tại phiên tòa, phần lớn các bị cáo khác đã thừa nhận hành vi của mình. Một số bị cáo tuy không thừa nhận hành vi, nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo liên quan, tài liệu trong quá trình điều tra, cho thấy rằng có căn cứ để buộc tội như đại diện Viện Kiểm sát tỉnh Đắk Nông đã đưa ra. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo phạm tội sản xuất mua bán hàng giả. Trong đó Trịnh Sướng bị tuyên phạt 12 năm tù, phạt bổ sung 100 triệu đồng, Nguyễn Ngọc Quan 8 năm 6 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng, Đình Trí Dũng 7 năm 6 tháng. Các bị cáo còn lại trong vụ án bị tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo đến 6 năm tù giam. Một số bị cáo trong số này bị phạt tiền 20 triệu đồng. Trước đó, như tin tức 24 TV đã thông tin, tại phiên tòa sơ thẩm hồi tháng 4 năm 2021, bị cáo Trị Sướng cùng với luật sư báo chữa và các bị cáo khác, khai thêm một số tình tiết mới. Riêng bị cáo Trịnh Sướng bất ngờ thay đổi lời khai về công thức pha chế xăng giả, nên Tòa Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã tuyên trả lại vụ án để điều tra bổ sung. Căn cứ kết luận điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh đã truy tố Trịnh Sướng cùng với 38 bị cáo khác về hành vi sản xuất mua bán hàng giả. Trong đó Trịnh Sướng phải chịu trách nhiệm là 192 triệu lít xăng giả với số tiền hưởng lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng. Đây được coi là vụ án có số lượng bị cáo, số lượng tài liệu, chứng cứ và số luật sư bảo chữa lớn nhất trong lịch sử tố tụng của tỉnh Đắk Nông. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố hai vụ mua bán sản xuất thuốc điều trị COVID-19. Chiều ngày 30 tháng 12, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID tổ chức họp báo định kỳ. Tại đây, Thượng tá Lê Mạnh Hà, Phó trưởng phòng tham mưu Công an thành phố cho biết, Đến nay, công an đã phát hiện và xử lý được 7 vụ việc liên quan đến mua bán thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir. Trong đó, thì công an đã khởi tố được 2 vụ án với 5 bị can, gồm một vụ sản xuất thuốc điều trị COVID-19 giả, một vụ lợi dụng chức vụ quyền hạn để mua bán thuốc. Đối với 5 vụ còn lại, công an xử lý hành chính 2 vụ việc, tiếp tục xác minh làm rõ 3 vụ việc khác. Trả lời câu hỏi công an có xử phạt người dân không tiêm vaccine hay không, ông Hà cho biết, Tiêm vaccine vừa là quyền lợi vừa là trách nhiệm của người dân, chứ không có quy định nào bắt buộc phải tiêm và xử phạt người không tiêm. Do vậy, công an phối hợp với các đơn vị vận động và tuyên truyền người dân tiêm ngừa. Cũng tại buổi họp báo, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch cho biết, thành phố hiện ghi nhận nhiều kết quả lạc quan, như số ca mắc COVID-19 nhập viện ít hơn số ca xuất viện, số ca nhập viện ngày càng giảm. Trước đây 900 ca mỗi ngày, thì nay giảm còn 400 đến 500 ca mỗi ngày. Tương tự số ca tử vong liên tục giảm trong tuần qua, nhưng ngày 24 tháng 12 với 42 ca thì nay giảm dần xuống dưới 40. Ông Hải kỳ vọng mong rằng các giải pháp đang thực hiện sẽ tiếp tục góp phần kiểm soát dịch bệnh tốt nhất. Tính đến 18 giờ ngày 29 tháng 12, lũy kế cộng dồn, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 502.630 trường hợp mắc Covid đã được Bộ Y tế công bố, bao gồm 502.031 trường hợp nhiễm cho cộng đồng, 599 trường hợp nhập cảnh. Hiện ngành y tế đang điều trị cho 7.021 bệnh nhân, trong đó 205 trẻ em dưới 16 tuổi, 375 bệnh nhân nặng đang thở máy, 16 bệnh nhân can thiệp ECMO. Trong ngày 29 tháng 12, có 510 bệnh nhân nhập viện, 682 bệnh nhân xuất viện. Tổng số xuất viện cộng dồn từ đầu năm đến nay là 306.807, 37 trường hợp tử vong trong ngày. Tổng số tử vong cộng dồn từ đầu năm đến nay là 19.850 người. Yêu đương qua mạng xã hội, người phụ nữ ở Đắk Nông chiếm đoạt gần 700 triệu đồng của người tình. Ngày 31 tháng 12, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Lê Thị Hà, 50 tuổi, trú tại huyện Chupa, Gia Lai, để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu năm 2018, Lê Thị Hà sử dụng tài khoản Facebook và Zalo cá nhân đăng ảnh đại diện là phụ nữ trẻ, đẹp để kết bạn nhắn tin, làm quen với anh T, trú tại thành phố Giang Nghĩa Đắk Nông. Hai người thường xuyên nhắn tin qua lại và bày tỏ tình cảm với nhau. Hà đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu bản thân mình hiện là giáo viên tiểu học, có nhiều người thân làm trong các cơ quan nhà nước, bộ đội biên phòng để tạo lòng tin với người yêu sau đó Hà đưa ra nhiều lý do để vay mượn tiền. Vì tin tưởng, anh Tê đã nhiều lần chuyển tiền cho Hà, tổng cộng là gần 700 triệu đồng. Tuy nhiên khi anh Tê nhiều lần yêu cầu gặp mặt thì Hà đều từ chối. Đến tháng 8 năm 2021, anh gọi điện cho Hà yêu cầu trả lại số tiền trên, nhưng Hà không trả, đồng thời cắt đứt liên lạc, chặn số của gọi của anh. Biết mình bị lừa, anh Tê đã làm đơn tố cáo hành vi của Hà đến cơ quan chức năng. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Tin tức 24h TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.